Xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Hương Giang. Lời đầu tiên cho em xin gửi tới tất cả các bác và anh em xem video thật nhiều sức khỏe, bình an. Thì ngày hôm nay cũng là ngày rất nhiều các bác và anh em đặt em làm cái dây dắt từ vang để các bác và anh em đánh loa xúc điện các bác nhé. Thì khi mà các bác và anh em đang xài xúc điện mà nó bị sôi xì này, đấy bị ù, đấy và tiếng trầm không được lực, thì các bác và anh em phải tìm được những cái dây dắt xịn như này để các bác và anh em chơi tín hiệu từ vang ra loa trầm quá nhé. Thì khi mà các bác và anh em dùng vang thì các bác và anh em phải lấy tín hiệu trầm từ vang ra thì nó mới hay được. Còn nếu mà các bác và anh em dùng loa trầm mà khi mà các bác và anh em lấy tín hiệu từ đường rec này hay là từ đường linh, đường lai ra loa trầm, thì khi mà các bác và anh em nghe nhạc và hát karaoke thì nhiều khi đường lấy đường rec hay là đường live thì các bác và anh em hát karaoke thì tiếng mic nó sẽ lọt hết vào loa trầm và nó sẽ gây ồn, gây ù rất mạnh khi mà có tiếng mic các bác nhá. Thì nếu mà các bác và anh em dùng tín hiệu xúc từ những con vang số ra thì các bác và anh em có thể là cắt được tần số này hay là điều chỉnh equalizer ở trong chiếc vang số để làm sao cho giải trầm nó hay nhất, hoặc các bác và anh em có thể là delay, tức là cho tiếng trầm của mình chậm lại hay là nhanh lên để theo kịp được loa lời các bác nhé. Đấy thì khi mà các bác và anh em dùng những chiếc vang số thì các bác và anh em nên lấy tín hiệu từ cổng súp của vang số ra loa trầm để các bác và anh em điều chỉnh, hoặc là các bác và anh em cắt bỏ cái tiếng mic đi để cho cái loa trầm đánh nguyên cái giải súp của nhạc thôi các bác nhé, thì nó mới hay được. Còn đôi khi các bác và anh em dùng loa trầm không đúng cách, các bác và anh em sẽ lấy từ đường lai hay là lấy từ đường rec của chiếc vang hay là chiếc âm ly ra, thì khi đó thì cái tiếng trầm của mình đánh nó sẽ không được gọn và nó sẽ pha lẫn cái tiếng mic khi mà các bác và anh em hát karaoke thì nó sẽ không hay có nhá. Thì rất nhiều các bác và anh em ngày hôm nay đã đặt em cái jack từ vang ra loa trầm, tức là đây là một đầu ca nông cái ra hai đầu bông sen để đánh cái hiệu ứng xít teo cho loa trầm quá nhá. Thì thông thường thì các bác và anh em chỉ dùng một rắc bông sen đấy, cắm vào đường vào của loa trầm và đầu còn lại thì các bác và em sẽ cắm vào cổng súp của con vang, hoặc là các bác và em dùng những cái rắc chuyển đổi ra bông sen để các bác và em dùng cái dây bông sen hai đầu, rồi các bác và em sẽ cắm một đầu vào cái rắc chuyển đổi và một đầu vào loa trầm. Khi đó thì tín hiệu nó sẽ bị suy hao các bác nhá, suy hao rất nhiều. Thì tiếng trầm lúc đó thì nó sẽ không được tròn trịa này và nó gây cái ù, gây xì ra loa trầm rất mạnh. Nếu mà các bác và anh em muốn cái âm trầm của các bác và anh em khi sử dụng hay nhất, chuẩn nhất thì các bác và anh em phải sử dụng hiệu ứng xít teo, tức là phải cắm được hai rắc vào đường sau loa trầm như này và một đầu còn lại thì các bác và anh em sẽ cắm vào cổng súp của con vang. Đấy, để các bác và anh em chơi tiếng trầm các bác nhá. Đấy, đây là hiệu ứng tiếng trầm, các bác này nghe rất lực luôn. Mà tiếng trầm thì trên chiếc vang này em để âm lượng của nó chỉ có 20 thôi các bác ạ, 20 thôi. Và ở trên volume của con súp em để khoảng 10 giờ các bác nhá. Mà nó đánh phải nói là rất lực này, đánh thục thục luôn. Đấy, đánh thục thục luôn. Đấy, thì khi mà em sẽ bỏ một tín hiệu ra, đấy thì tiếng trầm của nó sẽ giảm đi rất nhiều và nó sẽ không còn được lực nữa các bác nhá. Đấy, không, khi mà cắm hai tín hiệu vào đấy thì cái âm trầm của nó lên rất lực và nó có cái hiệu ứng xít teo. Đấy, hiệu ứng xít teo. Đấy, nghe rất hay các bác ạ, nghe rất hay. Đấy thì cái dây jack này thì em khẳng định với các bác và anh em, nếu mà chơi loa trầm với vang số thì phải nói là nên dùng các bác ạ. Và cái dây ra loa trầm như thế này, dây của nó là dài 2m các bác nhá, 2m. Đấy, dài 2m thì em để cho bác và anh em là 120.000 một sợi không bao ship. Còn nếu mà các bác và anh em theo yêu cầu em làm thêm mét nào thì tính cho em là thêm 20.000 một mét nữa. Chẳng hạn nếu mà các bác và anh em mua dây 3m. Đấy, thì các bác và anh em thêm em 20.000, tức là 140.000. Nếu mà thêm 1 mét nữa là 4 mét, là tức là 160.000 các bác nhá. Cứ thêm cho em là 21 mét. Và đây là dây bãi xịn, dây tín hiệu bãi xịn, thì các bác và anh em dùng thì quá yên tâm. Đấy, dây của nó thì em hàn chắc chắn và cẩn thận cho bác và anh em khi sử dụng. Dây này thì các bác và anh em có thể là dùng kéo co luôn được, không bao giờ lo đứt được các bác nhá, không bao giờ lo đứt ngậm.
Đấy, dây của nó rất tốt các bác ạ, dây tín hiệu rất tốt. Đấy, nếu mà các bác và anh em đang cần em làm cho bác và anh em dây rắc từ súp vào vang. Đấy, thì các bác và anh em gọi điện cho em sẽ làm theo yêu cầu, theo độ dài của các bác và em có nhu cầu. Hay là cái dây rắc như thế này thì các bác và em cũng có thể là lấy tín hiệu để chơi center. Thì các bác và em nếu mà tận dụng những chiếc âm ly ấy, mà các bác và anh em muốn chơi ra hai loa center ấy, thì các bác và em cũng dùng dây rắc này được. Một đầu vào canon cắm vào đầu center của vang, và hai đầu còn lại thì các bác và em đưa vào cổng in của âm ly để các bác và em chơi hiệu ứng sitel các bác nhé. Vì trên dòng vang số thì đa phần nó sẽ chỉ có một cổng center và một cổng súp thôi. Còn nếu mà muốn chia ra thì phải dùng rắc này. Đấy, rắc này thì khi mà các bác và em dùng loa trầm thì em khẳng định các bác và em rất cần thiết để các bác và anh em sử dụng. Ngoài ra thì bên em có dây loa ghép MIDI để cho bác và anh em dùng cho dây tín hiệu từ đẩy hay là từ âm ly ra loa. Dây này phải nói là dây cực kỳ chất lượng của ghép MIDI các bác nhé. Dây này là dây 2.5 đấy, từ vỏ viết của nó phải to bao nhiêu ngón tay út của em luôn, rất to. Nếu mà các bác và anh em cần dây loa ghép MIDI hàng chuẩn thì các bác và em lấy loại này cho em, 30.000 một mét các bác nhé. 30.000 một mét. Những cái giá mà em báo như thế này là giá không bao ship các bác nhá, giá không bao ship. Dây ghép mini. Đấy, dây này thì 2x2.5 thì các bác và anh em dùng dây loa phải nói là rất tuyệt vời. Thì thông thường thì các bác và anh em dùng những cái dây loa rẻ tiền thì thời gian rất ngắn là nó sẽ bị oxy hóa kiểu như thế này. Đấy thì nó sẽ không còn cái đồng màu đỏ nữa mà nó chuyển sang cái màu đen đen như thế này thì nó sẽ suy hao